Ai chào mọi người, sáng ra được ít cái bộ lam này. Lam cân này cân 25 hay sao mọi người, 25. Cân 25, cân chuột. Xích cũng còn dày mọi người. Lam mà lam bằng lớn thôi, lam này lam chắc 4 tấc rưỡi, 5 tấc. Lam này 4 tấc rưỡi mọi người. Dùng cho echo rồi á, hoặc là cô mắt sugar rồi mọi người. Mấy cái này về nó chạy xích xích chung cũng được nha. Này cái bộ thứ nhất này 350 nha. Bộ thứ hai này. Này chạy cho Shinawa Komatsu. Xích còn dài nha. Shinawa Komatsu. Này 4 tấc. Làm gương luôn. Ta tinh còn đẹp lắm. Bộ này cũng 350 luôn nha. Bộ số 2 nha mọi người. Này bộ số 2. Bộ số 3 nè. Đã tinh còn dày nha. Này vệ sinh ra nha. Vệ sinh. Xích còn dày nha mọi người. Này xích chân 25 không à. Này còn 4 tấc nè. Này bộ này 350 luôn. Số 3 nha. Số 3 350. Số 4 này. Đã tinh còn dày nha. Này 4 tấc rưỡi. Này 4 tấc rưỡi. Này số 4 nha, 350 nha. 350 hết nha mọi người. 1 2 3 4. Mình vào mình chọn bộ nha, số mấy nha mọi người. Giá đây thì em nói thật là nó rất là rẻ rồi. Mà thép chất lượng thép bãi nó rất là tốt nên là mọi người chưa có thì mua dùng nha. Làm mới nó không bằng năm này đâu nha. Rồi. Chào mọi người nha, 350 một bộ. Cả làm xích.